bên kia là bao nhiêu? Nhiều. Rất nhiều con số, và bây giờ ba người chơi sẽ chọn số mấy? 81. 40. 80 mấy, Đặng Thị Hạch? 82. 81. 81 luôn. Chúng ta phải giữ vững lập trường của mình, không thể thay đổi theo mọi người. Và bạn đã đổi thành 87. Tất cả sẵn sàng. Bây giờ thì gia đình của tiền vệ tài hoa Lư Đình Tuấn bao nhiêu? Năm nay Vinh Đức 32 tuổi. Năm nay Tuấn 39 tuổi. Năm nay con 4 tuổi. Năm nay con 6 tuổi. Tổng số tuổi của gia đình tôi là 81 tuổi. 81 tuổi. Thấy chưa bạn ấy Như, tôi đã cảnh báo với bạn rồi. Tôi khuyên bạn nên giữ lại lập trường của mình, nhưng bạn không nghe. Bạn thay đổi rất uổng. Nếu như 81 bạn đã âm thêm 10 điểm, vẫn còn một cơ hội nữa. Quan trọng là câu hỏi này, câu hỏi cuối cùng, cũng là cơ hội cuối cùng của ba người phụ nữ trong ngày hôm nay. Cả ba đều độc thân và cả ba đều có cơ hội lấy 50 triệu. Câu hỏi số 2 của vòng 2 bắt đầu. Đây là bức ảnh của đôi vợ chồng nghệ sĩ ưu tú Lân Bích và Minh Đức. Bức này chụp cách đây 12 năm. Câu hỏi xin đưa ra là tổng số tuổi của đôi vợ chồng lúc chụp bức hình này là bao nhiêu tuổi? Nghệ sĩ Lân Bích và nghệ sĩ Minh Đức, hai diễn viên điện ảnh và sân khấu rất nổi tiếng của chúng ta. Bao nhiêu tuổi hai người cộng lại bao nhiêu? 100. Bao nhiêu? 70, 80. Bao nhiêu? Bên kia bao nhiêu? Hả? Bao nhiêu? 100. 90, 95. Cuối cùng là bao nhiêu? 100 chẳng, bên đây bao nhiêu? 107. Bao nhiêu? 81. Bao nhiêu? 81, 95. 81. Bao nhiêu? 95. Rồi xin mời. Xin mời em Đặng Thị Hợp. 75. Bao mấy ạ? Bao nhiêu? Mỗi người có 50 mấy thôi, cộng lại 100. Xin mời. Hả? Xin mời em. Bao nhiêu? 95. 100. Nhiêu? Hai người cộng lại 1 người. Chị có thay đổi không? 1 người 50 mấy rồi mà. Rồi, kết thúc. Có người nói 81, có người nói 75, có người 95. Và bây giờ tổng số tuổi của nghệ sĩ Lân Bích và nghệ sĩ Minh Đức là bao nhiêu? Rất là sôi động và rất là nóng bỏng trong trường quay ngày hôm nay. Đúng luôn hả? Và chúng ta, chị đã có số điểm âm rất cao. À, em không về. Em không về đâu. Em không về đâu. Em phải về thôi. Xa Linh thôi. Chị đã nhận được giải thưởng 3 triệu đồng. Dù chị không có may mắn lắm, nhưng chị, tôi nghĩ mọi người xem chị là một người phụ nữ rất tuyệt vời trong ngày hôm nay. Xin chúc mừng chị. Em về lại. Hả? Em ở lại. Em không về, em ở lại hả? Cho em ở lại đi. Cho em ở lại đi hả? Vậy thì bạn ở lại đi. Chúc mừng bạn. Chúc mừng bạn. Ai như bạn sẽ là người ở lại để có giải thưởng 50 triệu đồng, và bạn sẽ nhận được 2 triệu đồng. Xin chúc mừng mọi người. Xin chúc mừng sinh nhật mọi người. Như vậy là chúng ta đã kết thúc vòng 2. Chúng ta sẽ chờ một người chơi đến với vòng đặc biệt của chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Hồi nãy bạn nói là cái gì mà bạn không nằm mơ bạn sẽ thấy. Dạ. Hôm qua bạn không nằm mơ. Dạ không. Hôm nay bạn sẽ thấy. Em đang hy vọng. Hy vọng như vậy. Hy vọng tràn trề luôn á. 50 triệu đồng mà đếm nguyên một đêm không biết hết không nhỉ? Dạ chắc không hết đâu. Mà đó giờ bao giờ bạn đếm số tiền lớn như vậy chưa? Dạ chưa. Số tiền mà lớn nhất bạn đã từng đếm là bao nhiêu? À, chắc 10 triệu. 10 triệu? Dạ. Hôm nay hy vọng rằng bạn sẽ đếm 50 triệu. Dạ, em cũng đang hy vọng. Ngoài ra, tất cả mọi người chờ đợi, bạn chờ đợi, gia đình bạn chờ đợi. Bạn còn có cho ai đó biết một cái niềm vui này cho của mình không ạ? Dạ, thì tất cả những người thân của em thì em đã đều báo hết rồi. Còn một người thân nữa, chưa báo. Dạ. Em chưa nghĩ ra, chắc nhờ anh Linh chỉ quá. Chúng ta cùng nhau chúc mừng cho bạn Ái Như 24 tuổi.
bạn đã có cơ hội cầm lấy 50 triệu đồng của chúng tôi. Vậy bây giờ thì bạn sẽ quay 3 vòng quay, tổng số điểm là 24 thì bạn sẽ nhận được 50 triệu. Dạ. Đúng với số tuổi của bạn. Dạ. Xin mời bạn, vòng quay đầu tiên, nếu như bạn quay vào số 2 hoặc số 4, bạn sẽ có giải thưởng là 1 triệu đồng. Dạ. Xin mời bạn, vòng quay thứ nhất. Qua luôn. Số 2. Số 2. Số 2 và số 4. Đúng với tuổi của bạn, 24 tuổi. Chắc khó quá. Số 14. Không khó chút xíu nào cả. Rất là đơn giản. Có 2 số 2. 2 số 4. Qua rồi. Cơ hội còn rất xa. Số 2 nằm tận ở đây rồi. Số 8. Bây giờ thì bạn còn một cơ hội nữa. Vòng quay thứ 2. Và nếu như vòng quay số 2 bạn có số 2 và số 4, bạn vẫn được nhận phần thưởng, nhưng không phải 1 triệu đồng mà lần này tăng lên 3 triệu đồng. Chúc bạn may mắn. Xin mời. Vòng quay thứ 2 bắt đầu. Mạnh lên bạn. Qua luôn, qua luôn. Chắp tay lại. Cầu mong một điều tốt lành, một điều may mắn. 3 triệu đồng. Số 2 đây. Số 2 đang đến gần. Số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Số 2. Có lẽ là bạn hơi mi nhon chút xíu. Thành ra là bạn quay cái vòng này không nổi. Bạn phải chạy một vòng thì vòng mới quay. Dạ. Hy vọng rằng lúc nào đó bạn sẽ to bằng cái vòng này để bạn quay cái vòng này. Thôi to vậy chứ em không dám nhận. Không dám đúng không? To cái vòng này hơi mệt. Dạ. Điểm nổi. Hai lần quay với hai lần không may mắn. Dạ. Một lần là số 8 và một lần là số 0. Hiện giờ bạn còn phải là 16 điểm nữa. Ô số 16. Chúng ta sẽ có một ô. Nếu như ở lần thứ 3 này bạn quay vào ô 16, bạn sẽ có 50 triệu đồng. Bây giờ bạn thấy tình hình thế nào? Mình cảm giác thế nào? Hơi rung một tí. Rung thôi, mình tạm ngưng, mình không quay nữa đi. Được không? Không quay thì làm cái gì anh? Không quay thì mình chọn 3 gói quà. Vậy à? Trên kia có 3 gói quà, nếu như bạn không quay. Một gói quà là 10 triệu đồng, một gói quà là một tràng pháo tay, và một gói quà là 1 triệu đồng. Không, không lấy không quà quay. Không lấy quà đâu. Không lấy quà. Dạ. Quyết định lấy tiền. Dạ, quyết định lấy tiền. Bạn chờ chút xíu. Trên vòng quay có con số 16. Và chương trình chúc mừng sinh nhật tặng bạn một thẻ may mắn. Bạn để vào bất cứ ô nào. Nếu như cái kim để đúng ngay thẻ may mắn, coi như là số 16 bạn nhận được 50 triệu đồng. Và nếu như bạn muốn có 30 triệu đồng cho chắc ăn thì bạn sẽ nhận thêm một thẻ nữa. Và nếu như bạn muốn chắc ăn nữa, bạn nhận thêm nhiều thẻ là 2 thẻ nữa thì giá trị giải thưởng còn lại 10 triệu đồng. Và giá trị còn lại là những tràng pháo tay nếu như bạn nhận luôn thẻ này. Dạ thôi ạ. À. Thôi đúng không ạ? Em để dành. Bây giờ thì để dành. Đây là thẻ may mắn của bạn. Rồi. Bạn chọn 50 triệu, 30 triệu hay là 10 triệu. Xin mời. 10 triệu đi. Bao nhiêu? 10 triệu ạ. À. 10 triệu? Dạ. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản thôi. Chỉ cần 10 triệu. Vì số tiền ở đó giờ bạn đếm là được. 10 triệu. Dạ, còn 50 triệu đếm chắc không ngủ. 10 triệu, đây là 50 và 30 thêm 2 thẻ nữa là 10 triệu. Dạ. Bạn có 4 thẻ may mắn. Xin mời bạn đặt vào bất cứ ô số nào. Số 0. Số mấy? Số mấy nữa? Số mấy khán giả? Số mấy? Số 1? Số mấy? Số 1? Xin mời bạn. Và bây giờ vòng quay đặc biệt
để nhận 10 triệu đồng của bạn Ái Như. Bắt đầu. Mạnh lên. Để xem. 10 triệu đồng. Lần này bạn quay rất mạnh đúng không ạ? Lại số mấy đây? Rất căng thẳng rồi, coi hộp số 16 hay là bao thẻ may mắn. Ôi Như đã có 10 triệu đồng ở chương trình. Chúc mừng sinh nhật. Câu hỏi dành cho khán giả kỳ này là: đáp án dành cho câu hỏi tuần trước. Và sau đây là danh sách khán giả trúng thưởng. Như vậy là bạn Ái Như đã nhận được 10 triệu đồng ở vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bạn. Và Quỳnh Linh xin thay mặt cho nhà tài trợ công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone xin tặng cho ba bạn mỗi người một phần quà làm kỷ niệm. Chúc mừng sinh nhật ba người. Dạ, xin mời. Chúc chúc dạ. Xin mời. Chúc các bạn thật nhiều may mắn và thật nhiều điều hạnh phúc. Cảm ơn dạ. Quý vị các bạn thân mến, chương trình chúc mừng sinh nhật đến đây là kết thúc. Chương trình được sự phối hợp của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Việt Ba Media với sự tài trợ của công ty dịch vụ viễn thông Vinaphone. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.